Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ai Cập tập trung vào hậu quả thảm khốc đối với các bên khác nhau trong trường hợp xảy ra chiến tranh trong khu vực. Theo tờ Bưu điện Jerusalem Israel, trong những ngày gần đây, các quan chức chính phủ Ai Cập đã tổ chức những cuộc đàm phán với những người đồng cấp Mỹ để kiềm chế sự leo thang ở miền Bắc Israel, trong bối cảnh giao tranh giữa Tel Aviv và Hezbollah ngày càng leo thang. Một quan chức cấp cao của Ai Cập nói rằng, các cuộc đàm phán với phía Mỹ tập trung vào hậu quả thảm khốc đối với các bên khác nhau trong trường hợp xảy ra chiến tranh trong khu vực. Ai Cập cho rằng, những phát biểu của nhà lãnh đạo Hezbollah phải được xem xét một cách nghiêm túc. Cũng theo nguồn tin từ Ai Cập, Washington đã tìm cách ngăn chặn việc lan rộng xung đột, tin rằng vấn đề hiện tại không phải là ai nổ phát súng đầu tiên, mà là hậu quả sẽ xảy ra nếu không có lập trường rõ ràng. Theo nguồn tin Ai Cập, phía Mỹ đang chuẩn bị khẩn trương cử một phái đoàn cấp cao tới gặp các quan chức Israel và tiến hành chuyến công du khu vực nhằm ngăn chặn chiến tranh bùng nổ. Trong khi đó, giám đốc tình báo Ai Cập sẽ đóng vai trò nổi bật hơn liên quan đến Liban trong những ngày tới. Điều này có thể dẫn đến việc sớm cử một phái đoàn tình báo Ai Cập tới Beirut. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc ngày 21 tháng 6 cho biết Hezbollah có khả năng tự vệ và bảo vệ Liban. Những diễn biến này sẽ xuất hiện trong bối cảnh Nhà Trắng lo ngại rằng cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel có thể dẫn đến cuộc chiến tranh Liban lần thứ ba. Các quan chức cấp cao của Mỹ được CNN dẫn lời nói rằng việc chúng tôi kiềm chế được mặt trận này không bùng phát lâu như vậy là một phép lạ. Chúng ta đang bước vào một thời kỳ rất nguy hiểm. Hậu quả của một cuộc chiến rộng hơn giữa Israel và Hezbollah có thể rất tàn khốc. Các quan chức Israel nói với Mỹ rằng họ có đủ nguồn lực để tiến hành một cuộc tấn công chống lại Hezbollah nếu cần thiết, đặc biệt nếu chiến dịch ở Rafah kết thúc. Phía Mỹ không nói rõ ràng với Israel rằng họ phản đối bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Hezbollah, nhưng họ cảnh báo hành động như vậy có thể dẫn đến một cuộc chiến lớn hơn mà không bên nào thực sự mong muốn. Kênh CNN ngày 22 tháng 6 dẫn lời ba quan chức Mỹ cho biết Washington thực sự lo ngại rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah trước khả năng nhóm vũ trang ở Liban này có thể áp đảo hệ thống phòng không của Israel ở phía Bắc Israel, bao gồm cả hệ thống phòng không vòm sắt nổi tiếng. Những lo ngại mà các quan chức Mỹ cho biết cũng đã được Israel thông báo cho họ rằng vòm sắt có thể dễ bị tổn thương trước kho tên lửa và máy bay không người lái khổng lồ của Hezbollah. Đồng thời, phía Israel lưu ý với các quan chức Mỹ rằng họ đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ và tấn công bằng đường hàng không vào Liban. Phía Israel đã nói với các quan chức Mỹ rằng họ đang lên kế hoạch chuyển các lực lượng từ miền Nam Gaza sang miền Bắc Israel để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào nhóm vũ trang này. Một quan chức chính quyền cấp cao Israel nêu rõ, chúng tôi đánh giá rằng ít nhất một số khẩu đội vòm sắt sẽ bị quá tải. Một quan chức Israel lưu ý, điều đó sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn nếu Hezbollah tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, chủ yếu sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác, vốn sẽ là thách thức đối với hệ thống phòng thủ. Hezbollah đã giữ trữ đạn dược và tên lửa dẫn đường chính xác trong nhiều năm, điều mà Israel nhiều lần bày tỏ lo ngại. Đầu tháng này, Hezbollah đã công bố một đoạn video cho thấy một máy bay không người lái tấn công và làm hư hại một khẩu đội vòm sắt tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel. Báo chí Israel đưa tin, đây dường như là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc hệ thống phòng không này bị tấn công thành công. Nhóm vũ trang ở Liban cũng công bố một đoạn video dài 9 phút trong tuần này, được cho là do máy bay không người lái ghi lại, cho thấy các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel ở một số thành phố nước này. Một quan chức của Mỹ thừa nhận với CNN rằng, trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện, sự hỗ trợ mà Israel sẽ cần nhất là các hệ thống phòng không bổ sung vòm sắt từ Mỹ. Theo cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ, vòm sắt là nền tảng cho hệ thống phòng thủ của Israel. Và chính phủ Mỹ đã chi hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ cho chương trình này. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết, hệ thống này có tỷ lệ thành công 95,6% trong một loạt tên lửa do lực lượng thánh chiến Hồi giáo thực hiện vào năm ngoái. Vì vậy, nếu Hezbollah áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel, thì điều đó sẽ gây nguy hiểm đến lực lượng quân sự và dân sự của Israel. Theo các quan chức Mỹ, các cuộc thảo luận về nguy cơ xung đột này đang diễn ra trong bối cảnh tình hình ở biên giới phía bắc của Israel đã đạt đến đỉnh điểm nguy hiểm. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, hệ lụy của một cuộc chiến rộng lớn hơn giữa Israel và Hezbollah có thể rất tàn khốc. Hezbollah có kho vũ khí gồm tên lửa và máy bay không người lái lớn, hiện đại hơn và có sức tàn phá mạnh hơn Hamas. Hầu hết đều là tên lửa tầm ngắn, nhưng một số có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Israel với khả năng chính xác. Lực lượng phòng vệ Israel ước tính Hezbollah có khoảng 150.000 tên lửa và đạn pháo, trong đó có hàng nghìn loại đạn chính xác. Theo truyền thông Israel, một nguồn tin ngoại giao cấp cao nước này đã nói với kênh tin tức số 12 rằng việc thành bại của thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin hoàn toàn phụ thuộc vào Hamas. Cụ thể,
Nếu Hamas tuân thủ thực thi trách nhiệm của nhóm này, Israel sẽ dừng cuộc chiến tại Gaza ngay tại thời điểm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực và toàn bộ con tin sẽ được trả tự do. Nguồn tin khẳng định, phía Israel đã làm tất cả những gì có thể sau các nhà trung gian quốc tế Ai Cập và Qatar. Vẫn chưa có đủ đòn bẩy đối với nhân vật có vai trò quyết định đến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn là ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas tại Gaza, khiến cho triển vọng đạt được thỏa thuận là không lạc quan. Vì vậy, Israel sẽ tiếp tục duy trì áp lực quân sự lên Hamas nhằm tạo ra đòn bẩy đủ lớn để đảm bảo mục tiêu giải cứu toàn bộ con tin còn bị nhóm vũ trang Palestine bắt giữ. Gần 2 tuần trôi qua, kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết ủng hộ đề xuất ngừng bắn theo công bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden, triển vọng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vẫn rất mờ mịt. Các cuộc đàm phán tiếp theo dưới sự bảo trợ của Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn chưa được xúc tiến trở lại. Còn trên thực địa, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng cả bộ binh và không quân vào nhiều đô thị trên khắp dải Gaza, gây thêm thương vong nặng nề cho phía người Palestine. Trong đó, chỉ riêng các cuộc không kích vào thành phố Gaza trong ngày hôm qua đã khiến ít nhất 42 người chết, hầu hết là dân thường. Hãng tin TASS dẫn lời Zaza Saria, người phát ngôn của Houthi cho hay, nhóm này đã tấn công 2 tàu chở xi măng và 2 tàu chở hàng vì chủ của chúng vi phạm lệnh cấm các cảng bị chiếm đóng của người Palestine. Ngoài ra, Houthi cũng cho biết các máy bay không người lái của họ đã tấn công một tàu chở gia súc đi tới Haifa tại biển Địa Trung Hải. Cả hai cuộc tấn công đều trúng mục tiêu, tất cả đều trực tiếp và chính xác, ông Zaza Saria nói với đài truyền hình. Ngày 6 tháng 6, Houthi thông báo về một cuộc tấn công đầu tiên mà họ phối hợp với lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, thuật ngữ chỉ mạng lưới các nhóm Hồi giáo nổi dậy tại Iraq nhằm vào các mục tiêu Israel. Cùng ngày hôm đó, ông Saria cho biết một tàu chở các thiết bị quân sự tới cảng Haifa của Israel đã bị tấn công. Sau khi xung đột Palestine-Israel leo thang ở dải Gaza, nhóm Houthi cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel, đồng thời cấm các tàu liên kết với nước này đi qua vùng biển của Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab cho đến khi Tel Aviv đang ngừng hoạt động quân sự chống lại nhóm Hamas của Palestine tại Gaza. Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi đã tấn công hàng chục tàu dân sự ở Biển Đỏ và vịnh Aden. Đáp lại, Mỹ và các đồng minh đã phát động chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng nhằm đảm bảo cả quyền tự do hàng hải và an toàn giao thông hàng hải ở Biển Đỏ. Sau đó, lực lượng vũ trang của Mỹ và Anh bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công chung vào các vị trí do Houthi nắm giữ ở một số thành phố của Yemen. Anh và Mỹ dùng máy bay, tàu chiến và tàu ngầm nhằm vào các địa điểm tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống định vị vô tuyến của Houthi.